Chúng ta lại tiếp tục giải vòng số 3. Thi liên bích khối lớp 7. Các em chuẩn bị dụng cụ tập và máy tính vào túi. Bài thi số 1. Chọn liên tiếp các ô tăng dần. Rồi, chúng ta chuẩn bị nháp bên cạnh luôn các. Ở đây chúng ta dùng máy tính là chủ yếu thôi. Ô đầu tiên thì các em cứ bấm máy thôi. Đáp án ra là -4,5 nha. -4,5. Để phóng to lên để dễ nhìn nè. -4,5. Ô tiếp theo là các em nhẩm luôn cũng ra đó ha. 2 mũ 4 với lại 2 mũ 8 và 2 mũ 12 phần 2 mũ 11 là bằng 2 ha. Học các công thức lũy thừa rồi. 11 phần 5 rồi chia cho 1,2 nữa thì bằng 1,83 chu kỳ, tức là 1,833 cũng được. 3 phần 2 tất cả bình, có nghĩa là 9 phần 4 đó là bằng 2,25. Rồi tìm x. Ở đây là 2x trừ 1 sẽ bằng âm 2. Trừ 8 tức là âm 2 mũ 3 đó. Vậy là 2x trừ 1 sẽ bằng âm 2 kia. Vậy ta sẽ có x sẽ bằng 1 phần 2. Xin lỗi, là âm 1 phần 2 mới đúng ha. Tức âm 0,5. Bài này cái gì mũ 0 cũng bằng 1 hết kia. Như vậy không quan tâm ở trong cái ngoặc đơn to là gì thì mũ 0 là bằng 1 thôi. Ở dưới 2 phần 3 cộng cho 15 phần 4 rồi chia cho âm 5, nó sẽ bằng là âm 0,08. 3 chu kỳ. Rồi bài bên này cái mẫn máy tính thôi. Âm 8,22. Bài này 9 mũ 2 là 3 mũ 4. 9 mũ 3 là 3 mũ 9. 3 mũ 4 nhân 3 mũ 9 là 3 mũ 13, chia cho 3 mũ 10 là 3 mũ 3. Rồi có dấu trừ trước nữa là âm 27 thôi. Cuối cùng giá trị nhỏ nhất thì cái giá trị tuyệt đối này nè, nó thấp nhất là nó bằng 0 ha. Ngoài ra sẽ lớn hơn 0. Và như vậy lấy trường hợp tồi tệ nhất là nó bằng 0 thì cộng với cái này, cộng với âm 21,5 thì đó chính là giá trị nhỏ nhất luôn. Âm 21,5. Rồi giờ ta sẽ chọn đáp án tăng dần lên ha. Âm 27 sẽ là nhỏ nhất. Âm 27 sẽ là nhỏ nhất. Hình như sai rồi. Em tính lại nha. Hỏi cái nào nhỏ nhất.
Hãy tính sai chỗ này kìa. 9 mũ 2 có nghĩa là 3 mũ 4. Còn 9 mũ 3 là 3 mũ 6. Vậy cái này là bằng, ở trên tử là bằng 3 mũ 10. 3 mũ 10 chia cho 3 mũ 10 là bằng 1. Vậy chỗ này là bằng trừ 1 các em ạ. À, trừ 1. Như vậy nó không phải là nhỏ nhất đâu. Nhỏ nhất là anh này nhé. Giờ ta bôi đen anh này. Chọn anh. Đó là nhỏ nhất. Rồi tới âm 8,22 thì anh này. Rồi tới âm 4,5 thì là anh này. Rồi tới âm 1 rồi âm 0,5 0,5 là chỗ này nhé. Rồi như vậy là bây giờ còn lại là đây là số âm duy nhất còn sót lại, thì ta lấy đó. Rồi còn lại thì dễ là kem ha. 1 tới 1,8 tới 2 tới 2,5. 1 này, 1,8 này, 2 này và 2,25. Rồi, đã hoàn thành nhiệm vụ. Ta qua bài thi số 2. Vượt mê cung. Rồi, cái này các em tính tay hoặc là bấm máy ha. Các em có thể chia cụm ra các em tính cũng được ha. Tính từng cụm sau đó kết hợp kết quả lại. Rồi đáp án là 5,5 kìa. 5,5. Cái này cũng chia cụm ra mà trị thôi ha.
Đáp án là âm 128. Rồi như vậy cái bài toán này chúng ta sẽ có hai bài toán con ha. Coi cả cái x trừ 3 phần 5 là một số thì giá trị đối của số đó là bằng 2 1 phần 4. Như vậy số đó có hai tình huống là bằng 2 1 phần 4 hoặc là âm 2 1 phần 4 nhé. Tóm lại là gì? Ở đây thầy sẽ có là giá trị tuyệt đối. Giá trị đối của x trừ 3 phần 5 vậy ta sẽ có là x trừ cho 3 phần 5. X trừ cho 3 phần 5 ta sẽ bằng cộng trừ ha. Cộng mặt trừ này, tức là bằng 9 phần 4 hoặc là âm 9 phần 4. Em giải hai bài toán con đó. Vậy nó sẽ ra một kết quả là x bằng 2,85 hoặc x bằng 1,65. Người ta đòi kết quả là x âm nè, vậy ta sẽ lấy kết quả là âm 1,65. Vậy thôi. Rồi. Ở đây có một chữ số thập phân ha. Mà ở đây có 5 chữ số thập phân. Vậy x sẽ bằng 5. Mũ 5 lên. Nếu cái này ta tính bằng tay cũng được. 2 mũ 4 là 16. Còn nguyên cái đám này mũ 0 là 1. 8 x 1 là 8. 16 cộng 8 là bằng 24 ha. Còn đây là 2 mũ 4 trừ 4. 2 mũ 4 nhân 4 là 16. Hồi nãy là 24 trừ 16 là bằng 8 rồi. 8 rồi mà cộng cho cái này là âm 8 nữa, vậy nó sẽ bằng 0. Bài thi số 3. Rồi, hai thừa số nhân nhau bằng 0 thì từng thừa số có thể bằng 0. Vậy x bình phương bằng 0 là ta có được một kết quả x bằng 0 nè. Rồi thêm cái này bằng 0 là ta tìm được thêm một x nữa. Vậy là được hai kết quả. Giá trị nhỏ nhất của cái này sẽ bằng 1, bởi vì giá trị đối chỗ này thì nhỏ nhất bằng 0 cộng 1 thì cả cái này nhỏ nhất bằng 1. Cái này các em bấm máy thôi chứ gì đâu mà. Sáu bài này
trừ 0,375. Mà này 5,4 nhân cho âm 4,7 cộng cho âm 2,2 nhân 5,4. Nó dùng tính chất phân phối kìa, rút 5,4 ra làm thừa số dùng chung ha, thì nó sẽ là nhanh hơn. Kết quả là âm 54. Rồi cái này ta đưa hai hai bên thành hai lũy thừa giống nhau phần số thôi. X là số chia thì bằng số bị chia chia cho thương. Bằng 1 kìa. Tìm số nguyên nhỏ nhất để hai cái này bằng nhau. Số nguyên ít càng nhỏ càng tốt. Vậy đây ta có 28 con nè. Là gì? 2 trừ x bằng 2 trừ x bằng x trừ 2, hoặc là 2 trừ x bằng 2 trừ x cũng được ha. 2 trừ x bằng 2 trừ x đối với bài này thì ta suy ra x bằng bao nhiêu? X sẽ bằng 2. X mà bằng 2 á thì chỗ này bằng 0, bên này bằng 0, là hai bên bằng nhau ha. Có ít mà lớn hơn 2 á, ít bắt đầu lớn hơn 2 thì sao? Ít lớn hơn 2 á thì số nào cũng sẽ là nghiệm hết á. Số ít nào cũng là nghiệm của cũng sẽ thỏa mãn hai vế bằng nhau hết các em. Mà x lớn 2 thì nó không còn là nhỏ nhất nữa, vậy ta lấy x bằng 2 thôi ha. Còn x mà nhỏ hơn 2, x nhỏ hơn 2 thì bên này là tuyệt đối là lớn hơn bằng 0, còn bên này là nhỏ hơn 2 thì trừ ra âm thì hai bên không thể bằng nhau được, bởi vì một bên âm một bên không âm ha. Vậy tóm lại x bằng 2 là nhỏ nhất, giá trị nguyên nhỏ nhất của x để thỏa hai này bằng nhau đó là x bằng 2. Thầy giảng lại nha. Chỗ này nếu x bằng 2 thì rõ ràng hai bên bằng nhau. Còn x lớn hơn 2 á, bắt đầu từ số 3, số 4 trở đi á, thì lúc nào hai bên cũng bằng nhau hết. Nhưng mà ta chọn số nhỏ nhất thì ta phải lấy 2 rồi, chứ 3, 4 là lớn hơn 2 rồi. Còn nếu x nhỏ hơn 2 thì một bên dương, một bên âm không thể bằng nhau ha. Tiếp tục, số nguyên dương n, để này bằng 9, các em có thể nhẩm luôn là thầy bằng 3. 2 mũ 3 là 8, cộng 1 bằng 9. Dưới này, tìm số nguyên x để cho hai này bằng nhau. Vậy 3x trừ 5 bằng 4, hoặc là 3x trừ 5 bằng âm 4. Giải hai bài toán con đó thì các em sẽ tìm được số nguyên x thôi. Đó, x là bằng 3. Còn một kết quả x nữa nhưng mà không phải số nguyên thì ta không lấy. Bài này ta gặp nhiều rồi, ha. Nhiều ở lớp 6 đó. Thầy làm lại một chút này. 6n cộng 5 trên 2n trừ 1. Rồi, 6n cộng 5 trên 2n trừ 1. Thì đầu tiên là các em làm cho tử nó giống mẫu ấy, hoặc là nó gấp một số lần của mẫu ha. Ta thấy 6 so với 2 là gấp 3. Như vậy các em cho tử nó biến thành gấp 3 lần mẫu đi. Bỏ trong mặt, nhân này cho 3. Rồi các em làm cho nó cân bằng lại nha. Mẫu thì què rồi, tử nè, 3 nhân 2n là 6n là què. Còn 3 nhân trừ 3 nhân 1 là thành 3 trừ 3, còn đây là dương 5. Trừ 3 thì ta phải cộng lại 8 thì nó mới
mới bằng như cũ được ha. Bây giờ mình tách ra nó sẽ thành 3 cộng cho 8 trên 2n trừ 1. Đó, tóm lại cái biểu thức B này nó sẽ bằng 3 cộng 8 nhân 2n trừ 1. Mà ta muốn biểu thức B đó là thành một số nguyên ha. Biểu thức này đã biến thành biểu thức mới là 3 cộng cho phân số này. Thì muốn là số nguyên thì phân số này phải là nguyên. Nguyên cộng 3 mới thành số nguyên. Như vậy 2n phải là ước, 2n trừ 1 phải là ước của 8. Suy ra điều gì? Suy ra 2n trừ 1 á, là nó bằng nhiều trường hợp lắm. Nó bằng 1 này, trừ 1 này, 2 này, trừ 2 này, 4 này, trừ 4 này, 8 này, trừ 8 này. Vậy thôi, rồi mình giải ra. Mình giải ra coi 2n nó bằng bao nhiêu ha? Rồi suy ra n nó bằng bao nhiêu. Mà n phải là số nguyên nha. Chú ý là n thuộc z các em. Giờ 2n thuộc z, n thuộc z thì 2n là số chẵn, số chẵn trừ 1 á, là thành số lẻ. Số lẻ thì mình thấy là mấy cái này là bỏ hết nè, bởi vì đây là số chẵn, thấy không? Như vậy là bỏ hết. Ta chỉ lấy là 1 của âm 1 thôi. Vì sao vậy? Vì 2n trừ 1 á, là lẻ chắc chắn luôn. Vậy ta loại được hàng loạt trường hợp kia là. Vậy tóm lại là ta sẽ tìm được có 4 bài toán con ha. 4 bài toán con. Vậy là xin lỗi, có 2 bài toán con thôi chứ. 2n trừ 1 bằng 1 với 2n trừ 1 bằng trừ 1. Vậy là ta sẽ tìm được 2 giá trị nguyên thôi. 2 giá trị nguyên của n để biểu thức này là số nguyên. Cụ thể thầy có thể nhẩm được luôn là n bằng 1 hoặc là n bằng 0. N bằng 1 thì mẫu bằng 1, n bằng 0 mẫu bằng trừ 1 này. Rồi ta nộp bài các em, sai 1 2 câu không sao nhé. Ý tưởng ta nắm được là được rồi. Như vậy ta đã hoàn thành vòng thi với số điểm tối đa. Rồi, chào tạm biệt các em.